Hoan hỉ đón chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Phong thủy Sa Cát. Thay mặt biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian Việt Nam từ bao đời nay, ông Công ông Táo là các vị thần bếp trông nom cuộc sống của toàn bộ gia đình. Thần Táo Quân bao gồm 3 vị định đoạt phước lành cho gia đạo, một bà Táo và 2 ông Táo. Chính vì vậy mà cứ vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, các gia đình sẽ tổ chức lễ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời trời, báo cáo những việc tốt xấu trong suốt một năm qua. Tuy nhiên, sau khi cúng tiễn xong, gia chủ phải lưu ý làm những việc sau đây để đón phước lộc trọn vẹn, cả gia đình luôn gặp may mắn. Vậy quý vị đã biết hết về những việc này hay chưa? Nếu còn đang lúng túng không biết nên làm gì thì đừng bỏ lỡ video ngay sau đây của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Làm ngay việc này sau khi cúng ông Công ông Táo sẽ giàu nhanh chóng mặt, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Việc làm đầu tiên đó là dọn dẹp, tẩy uế ban thờ hay còn gọi là bao sái. Do tin rằng những ngày này thần linh đi vắng nên đây là dịp để các gia đình dọn dẹp ban thờ sau một, cũng là chuẩn bị ban thờ Tết. Thông thường trong lễ tiễn táo quân, chủ nhà cũng xin phép việc sửa sang bàn thờ đón Tết. Một số gia đình cẩn thận hơn, ngoài lễ tiễn táo quân khi dọn dẹp ban thờ, lại thắp hương với hoa quả, nhang đèn để xin phép thần linh. Việc đầu tiên cần chọn người trong gia đình có tính tỉ mỉ, cẩn thận, thường là người gia chủ, gia đình hạ bắt hương xuống. Thường là người chủ sự gia đình hạ bắt hương xuống để làm công việc bao sái ban thờ. Trong một năm, ban thờ có thể bị bụi bẩn, các gia đình có thể tháo ban thờ để lau rửa hoặc dùng khăn sạch, nước sạch để làm công tác vệ sinh. Kết thúc công việc lau rửa có thể dùng nước nóng hòa tinh dầu ngọc am, quế hoặc đơn giản là đun nước gừng để lau rửa lại một lần cuối. 2. Việc thứ hai là tỉa chân hương nhang và thay cho bát hương. Trong một năm trải qua các ngày rằm mùng 1 và các kỳ rỗ, chân hương của bát hương sẽ rất nhiều. Lúc này có thể tỉa từng chân hương và để lại số chân hương lẻ như 3, 5, 7, 9, theo số âm. Số chân hương còn thừa sẽ mang hóa, đốt sau khi làm lễ. Có thể thay cho mới trong bát hương, một số gia đình cầu kỳ sẽ mua rơm nếp về đốt, thay thế cho cũ trong bát hương. Cần lưu ý giữ nguyên phần cốt của bát hương, thường là đá quý, kim loại quý, để lại trong bát hương trong quá trình thay cho. Số cho thừa sẽ được mang rác ở sông, hồ, có nguồn nước lưu thông. Có một số trường hợp bát hương ban thờ không còn phù hợp với điều kiện gia đình, gia chủ muốn ban thờ khang trang hơn, các gia đình có thể thay thế. Tuy nhiên, việc mang bát hương thả ra sông, hồ cần lưu ý đến việc ảnh hưởng cảnh quan môi trường. Đồng thời, tại các sông, hồ ô nhiễm, các gia đình không nên mang bát hương, ban thờ cũ ra đó để thả. 3. Thứ ba, làm lễ mời an vị táo quân vào ngày cuối năm và cúng tất. Lúc này ban thờ đã sạch sẽ, khang trang để chào đón thần linh. Các gia đình cần làm lễ an vị táo quân, an vị thần linh. Thông thường, lễ cúng này được làm vào trưa ngày 30 Tết. Tuy nhiên, các gia đình về quê đi xa trong ngày này có thể cúng sớm hơn. Có thể cúng lễ tất niên gộp vào lễ thỉnh an vị táo quân vào buổi trưa hoặc chiều ngày 30 Tết. Đồ lễ cúng thông thường gồm có gà, tiền vàng, nhưng đây lại là dịp gia đình đoàn tụ nên mâm cỗ cúng thường đa dạng hơn với các món ăn truyền thống như canh măng, thịt đông, miến. Một số gia đình còn giữ được nếp cũ, trong mâm cơm cúng ngoài xôi gà còn có giò, nem, chả, giò ninh, món hầm mọc, món trứng đúc thịt băm hấp cách thủy. 4. Việc thứ tư là dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa. Người xưa tin rằng cuối năm lau chùi dọn dẹp đồ đạc. Người xưa tin rằng cuối năm lau chùi dọn dẹp đồ đạc, thải bỏ đồ vật không cần thiết là cách để xua đuổi tà khí trong nhà, mang đến cho không gian sống, nhất là khu vực bếp núc, nơi gia đình thường xuyên sinh hoạt, quây quần một nguồn sinh khí mới. Đặc biệt là vào 11 giờ trưa ngày 30 Tết, nên thắp 3 ngọn nến trước tượng 3 ông phúc lộc thọ hoặc các vật phẩm phong thủy trong nhà để cầu tài lộc, bình an và sức khỏe. Quý vị thân mến, lễ cúng ông Công ông Táo hàng năm là một tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời ở nước ta. Cứ đến 23 tháng Chạp, Táo Quân lại về trầu trời để trình báo mọi việc xảy ra trong năm với Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, trong ngày cúng ông Công ông Táo này cũng có những điều cần kiêng kỵ để tránh mất tài lộc, điều mà nhà nào cũng phải nằm lòng. Nhưng thực tế là ít ai chú ý cụ thể. Và đó là những lưu ý nào, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Bữa cúng ông Công ông Táo được các gia đình tiến hành cẩn thận, thành tâm và trang trọng. Có một số lưu ý quan trọng và những điều kiêng kỵ cần tránh trong quá trình tiến hành lễ cúng mà chúng ta cần ghi nhớ cụ thể. Thứ nhất, cúng vào giờ đẹp, lựa chọn giờ cúng là rất quan trọng.
Theo đó, không nên cúng ông công ông táo quá sớm, tuyệt đối tránh cúng vào đúng ngày rằm tháng chạp, có thể làm đúng lễ cúng từ 20 tháng chạp đến 23 tháng chạp, thông thường tránh cúng vào sau 12 giờ trưa. Theo quan niệm dân gian, sau 12 giờ trưa đã đóng cửa thiên đình, vì vậy ngày 23 có thể cúng trong một buổi sáng. Tuy nhiên, tùy vào hoàn cảnh cũng có thể cúng trước ngày đấy một vài ngày, đặc biệt trước khi cúng không bao sái, rút chân nhang, dọn dẹp ban thờ trước khi cúng ông công ông táo. Công việc này nên thực hiện sau khi tiến hành lễ cúng xong xuôi. Thứ hai, chú ý khi lau dọn ban thờ. Việc lau dọn và để bàn thờ sạch sẽ là việc làm thể hiện sự thành kính của gia chủ. Vì vậy, dụng cụ lau dọn như chổi hoặc khăn thường thường được dùng riêng. Nước lau bàn thờ trước tiên là nước sạch, sau đó dùng rượu trắng với gừng để lau sạch bàn thờ. Khi lau bát hương phải giữ nguyên bảy vị, không được xoay ngang, xoay dọc, rồi lấy khăn sạch để lau. Điều quan trọng cuối cùng là chúng ta phải làm việc này một cách thành tâm, nghiêm túc để thể hiện lòng thành kính với người bề trên. Thứ ba, chuẩn bị mâm lễ cúng ông công ông táo. Việc cúng lễ trong ngày 23 tháng chạp không nhất thiết phải quá cầu kỳ. Tùy điều kiện và hoàn cảnh, các gia đình có thể chuẩn bị mâm cỗ chay hoặc mặn. Tuy nhiên, thông thường, lễ vật cúng ngày 23 tháng chạp cần chuẩn bị 3 bộ quần áo, mũ, giày cho 3 vị thần, với một con ngựa bằng giấy với yên cương đầy đủ, hoặc 3 con cá chép và tiền vàng. Những đồ vàng mã này sẽ được đốt đi để gửi cho các vị thần sử dụng khi về trời. Vị trí đặt mâm lễ cúng rất quan trọng và không được nhầm lẫn. Cụ thể, có thể đặt mâm lễ cúng táo quân trên một cái bàn nhỏ dưới bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ táo quân trong bếp, nhưng tuyệt nhiên không được để ở bàn thờ Phật. Ngoài ra, có thể đặt mâm lễ táo quân ở ngoài trời. Các chuyên gia phong thủy cho rằng thờ cúng táo quân là tín ngưỡng thờ thánh khác với tín ngưỡng thờ Phật. Do vậy, các gia đình đặc biệt lưu ý khi cúng ông công ông táo để tránh nhầm lẫn. Thứ tư, không khấn cầu xin tài lộc sung túc. Ngày 23 tháng chạp là ngày ông công ông táo lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng về những việc làm của gia đình, việc tốt, việc xấu trong một năm vừa qua. Vì vậy, gia chủ không nên xin khấn tài lộc sung túc mà chỉ cần thành tâm khấn vái là đủ. Trong lúc khấn cúng phải giữ tâm thái hoan hỷ, vui vẻ để tạo ra năng lượng tích cực trong thờ cúng và tâm linh. Thứ năm là lưu ý khi thả cá chép. Trong ngày 23 tháng chạp, cá chép tượng trưng chính cho thần linh. Sau khi cúng lễ và thả cá chép, các gia đình không nên thả cá từ trên cao như đứng trên cầu, bờ xa ném cá xuống nước, vì vậy cá sẽ chết. Bạn nên chọn một địa điểm mép nước ở sông, hồ, thả cá từ từ, đặc biệt không nên ném cả túi ni lông xuống nước để tránh ô nhiễm môi trường. Do đó, khi thả cá, mọi người cần chú ý một số điều như chọn mua những con cá trông nhanh nhẹn, không bị bong vẩy, chọn thả cá về đúng môi trường mà cá có thể sinh sống, không nên ném cả túi cá xuống hồ làm cá không thể thoát ra ngoài dẫn đến cá chết, nhặt vứt túi ni lông đúng nơi quy định. Mỗi người dân hãy ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, vừa thực hành tiết kiệm, vừa gìn giữ được nét văn hóa cổ truyền của dân tộc. Thứ bảy, lưu ý về trang phục khi cúng. Người thực hiện nghi lễ cúng ông công ông táo phải giữ thân thanh sạch, tắm rửa sạch sẽ trước khi làm thủ tục khi hành lễ, ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, kín đáo, không mặc quần đùi, áo ba lỗ, váy ngắn. Năm việc nhất định phải làm sau khi tiễn ông công ông táo về chầu trời. Thứ nhất là dọn dẹp, tẩy uế bàn thờ hay còn gọi là bao sái. Thứ hai là tỉa chân hương và thay cho bát hương. Thứ ba là thay bàn thờ và bát hương nếu cần thiết. Thứ tư, làm lễ 13 vị táo quân vào ngày cuối năm về cúng tất niên. Và thứ năm, dọn dẹp và trang trí lại ngôi nhà của mình. Quý vị nghĩ sao về những thông tin này?